Xin chào các bạn đang theo dõi kênh của Phụ Tùng Xe Điện Motor Điện, kênh video hàng đầu Việt Nam về các cái phụ tùng độ xe 3-4 bánh. Video hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn chọn bộ một cái bộ phụ tùng 24V 450W. Cái bộ này thì trước đây đã có giới thiệu một số video rồi. Nhưng trong cái video này thì có một số cái cải tiến để đáp ứng được cái nhu cầu hoàn thiện, hoàn chỉnh nhất. Trải qua một số cái quá trình mà anh em sử dụng đã khắc phục được những cái ưu điểm, những cái khuyết điểm của bộ này. Thì trong cái video này là video hoàn thiện nhất và không còn những cái nhược điểm nữa. Thì trước tiên mình xin giới thiệu đến các bạn chọn bộ nó gồm những cái món gì. Đầu tiên nó là phải kể đến cái động cơ. Động cơ này là động cơ 24V 450W và có tốc độ đầu ra là 560 vòng trên phút. Đây là đầu ra này. Trên đầu nhông thì sử dụng loại xích xe máy, cái loại xích 420, nó tương đương với cái xích của thằng xe 8182 ngày xưa. Các bạn cũng có thể yêu cầu thay thế bằng loại nhông xe máy để tận dụng những cái dòng nhông xe máy nếu như các bạn có sẵn, còn không thì sử dụng nhông xích bình thường đi theo bộ của nó. Đây là bộ nhông xích. Nhông sau thì bên mình có các cái loại là 41, 38, 36, 34, 32 và 29 răng. Khi đặt hàng thì các bạn yêu cầu, còn các bạn không yêu cầu thì bên mình cứ sẽ đưa ngẫu nhiên một trong số những cái loại đấy cho nó phù hợp. Tiếp theo là một cái bộ cần số đảo chiều. Cần này thì có khả năng chịu dòng lên đến 200A, cho nên là độ bền rất cao. Đây. Khi mình bắt lên cái táp lô của máy thì nó rất là đẹp, nó như một cái tay số của ô tô thực sự. Và nó có 3 chế độ: chế độ tiến, lùi và chế độ mo. Ở dưới cái tay đảo chiều này là có một cái công tắc. Công tắc này có thể sử dụng như một cái công tắc để báo đèn lùi. Đối với những cái tay điều khiển rẻ tiền thì nó không có cái công tắc đấy, người ta bớt đi. Đấy. Đây là một cái chân ga sàn. Chân ga này thì bên mình cũng có 4 loại chân ga và các bạn có thể xem một cái video để các bạn lựa chọn các cái loại chân ga đấy cho nó phù hợp. Một bộ sạc điện tử này có thể sử dụng cho bình từ 12 đến 20A. Đối với những các bạn là sử dụng bình từ 35, 40A trở lên có thể mua bộ sạc khác. Cũng sạc điện tử nhưng giá nó sẽ cao hơn bộ này. Một bộ khóa bình thường. Một cái đồng hồ LED rất là đẹp. Đấy. Nó báo dung lượng theo cái vạch này. Bao nhiêu vạch còn và bao nhiêu vạch hết. Tiếp theo chính là sự cải tiến lớn nhất trong cái bộ này, đó là bộ điều khiển. Trước đây thì có xài qua những cái bộ điều khiển bên Trung Quốc nhưng mà nó yếu quá, không đạt yêu cầu. Đây chính là hai bộ điều khiển. Trước đã dùng 500W và 800W, nhưng thực sự mà nói thì nó không đạt yêu cầu. Nó vẫn sử dụng được nhưng nó sẽ không phát huy được cái công suất của động cơ. Đối với những cái động cơ như thế này thì khi các bạn lắp vào nó sẽ yếu đi rất nhiều. Cho nên là khi các bạn làm thì hoàn toàn không đáp ứng được nó. Thì trong cái bộ này thì mình sẽ giới thiệu đến cái bộ này. Trong hai con điều khiển này nó chỉ có 4 đến 6 sò thôi, rất là ít. Và nó không đáp ứng được cái công suất của động cơ. Một cái động cơ rất là to như vậy mà trong điều khiển này thì số lượng sò nó quá ít. Cái sò công suất của nó quá ít cho nên là nó không đáp ứng được. Mặc dù công suất thì cao nhưng cái dòng cấp ra cho động cơ thì lại nhỏ. Dẫn đến động cơ rất là yếu. Đấy. Thì cái bộ này chỉ còn trả những cái video cũ thôi. Còn những từ những cái video mới sau này thì mình sử dụng con này. Giới thiệu sơ qua về con điều khiển này thì con này nó được độ lại bằng
Đấy. Con này được độ lại cho nên là nó sử dụng tới 10 sò ở trong này. Và có quạt tản nhiệt luôn. Rất là khỏe, nó tương đương với này khoảng 2200W. Nhưng quan trọng nhất là dòng A của nó cao. Cho nên là nó rất khỏe, khi các bạn làm xe thì các bạn sẽ cảm nhận được giữa động con điều khiển này và con điều khiển này. Điều khiển này thì đã bắt đầu lỗi thời rồi, chỉ còn sử dụng cho những cái dòng động cơ đến 350W thôi. Còn từ 450W, 650W thì các bạn phải dùng loại này thì mới đáp ứng được. Cái loại này thì bên mình bán cho anh em làm xích lô, các cái chú làm xích lô thì là mới đáp ứng được nhu cầu. Còn những cái dòng này thì không thể chạy nổi. Đấy, chạy là lổ, không chịu nhiệt. Thì đối với cái dòng này thì các bạn có thể làm những cái xe có tải trọng là từ khoảng 300kg là rất bình thường, chịu được. Đấy, mỗi một cái bộ phụ tùng như này thì bên mình sẽ hỗ trợ khách hàng đấu lối và test. Đây, con đồng hồ này thì bắt lên rất là dễ. Đây, nó có cái ổ đằng sau. Các bạn chỉ cần khoét trên cái táp lô hình tròn, ấn nó vào, sau đó siết cái con ốc này lại thì nó sẽ ép chặt cái đồng hồ này nổi lên, rất là vững. Còn ổ khóa này cũng thế. Các bạn ra cái hàng cơ khí nhôm kính, các bạn mua cái mượn cái mũi khoan khoét ấy, các bạn khoét vừa với cái thân này, đường kính bằng đúng cái này, và các bạn ấn cái ổ khóa này vào là xong, nó sẽ bằng mặt như thế này, rất là đẹp. Đấy, ổ khóa này. Như cái dòng này thì không cần phải dùng cầu dao ngắt điện, chỉ cần dùng ổ khóa này là được rồi. Còn đây là bàn ga. Đấy, đấy, các bạn cảm nhận được cái động cơ nó rất là khỏe. Để biết được cái điều khiển nó có đáp ứng được cái động cơ hay không thì rất là dễ thôi. Khi các bạn chở hàng nặng ấy, các bạn sử dụng những con điều khiển yếu thì các bạn sẽ thấy xe nó ì, và lúc đó mình bỏ hẳn cái điều khiển ra, mình chập thẳng động cơ và ắc quy mà các bạn thấy là động cơ nó rất là khỏe, thì chứng tỏ là con điều khiển đấy không đáp ứng được cái nhu cầu của cái động cơ. Khi có tải trọng cao thì điều khiển sẽ bị làm giảm cái sức kéo của động cơ đi, cho nên là các bạn làm xe là sẽ yếu mà không chịu được, thì các bạn sử dụng con điều khiển này. Trước đây thì mình có bán cho các bạn một cái dòng điều khiển 1500W, cái loại 4 dây, nhưng cái loại đấy thì rất là khỏe, nhưng có cái nhược điểm của nó là nó không có đấu được ổ khóa, cho nên là khi các bạn muốn ngắt thì dùng cầu dao ngắt nó rất là bất tiện, mà nếu không có ổ khóa thì việc quản lý xe hoặc là trẻ con nó trèo lên nó nghịch rất nguy hiểm. Vì vậy là mình có ra một cái dòng điều khiển này rất là đẹp. Đây, các bạn có thể để ý, mặc dù nó nhìn thì không được đẹp hay là không được chuẩn như cái dòng của thằng Trung Quốc này, nhưng mà về độ khỏe thì nó gấp đôi luôn, có thể chịu được gấp đôi công suất đấy. Còn đây là cái sạc, sạc này là sạc điện tử. Các bạn có thể xem chi tiết cái sản phẩm này ở trên trang web của mình, trang xe điện motordien.com, hoặc là trên video YouTube. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video của mình. Mọi chi tiết về giá thành sản phẩm thì các bạn có thể comment phía bên dưới. Bộ này hiện mình đang bán với giá là 2.300.000 đồng với cái dòng điều khiển khỏe như thế này. Và nếu như các bạn đổi một con điều khiển, con sạc bình lớn, bình 50A trở lên thì giá của nó là 2.450.000 đồng
sạc điện tử các bạn nhé. Dòng lớn luôn, có thể sạc đa năng từ 12 đến 24V và có thể đầy tự ngắt. Có thể điều chỉnh dòng sạc theo dung lượng bình ắc quy, hoàn toàn tự động, tất cả đều là tự động. Đấy, rất là hay. Cái sạc đấy thì mình sẽ giới thiệu vào trong một cái video khác. Video này thì mình chỉ giới hạn là cái bộ động cơ này thôi. Đây được gọi là một bộ combo đầy đủ. Đấy, các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho video của mình. Và cần review cái bộ sản phẩm nào thì xin comment ở phía dưới. Mình sẽ cố gắng đáp ứng hết tất cả các nhu cầu của khách hàng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.